Sao giờ này mà ảnh chưa về nữa vậy ba? Nó biết hôm nay là ngày đưa con vợ bé về đây, sao mà nó đi miết vậy? Ảnh về trễ có còn mừng nữa, chứng tỏ anh chẳng thiết tha về chuyện lấy vợ bé hết. Anh, anh về rồi hả? Trời ơi. Sai hả con? Chờ ba má, vợ bé của tôi đâu? Lát nữa anh sẽ được gặp, cổ đang ở dưới nhà kho. Tôi như vậy mà phải xuống nhà kho ngủ hay sao? Hả? Chứ giờ nhà không còn phòng nào trống hết trơn á. Còn cái phòng trống dành để tiếp khách, đóng cửa quanh năm đó, sao mở cửa cho người ta ở? Ba ở nhà kho. Nói tiếng là cái nhà kho, nhưng mà nó đàng hoàng sạch sẽ, vẫn hơn là cái chòi của ba cô ấy. Má cũng đã mua sắm đầy đủ tiện nghi trong đó rồi, nó như cái phòng riêng vậy thôi à. Không thể chấp nhận được. Tôi như vậy mà phải xuống ở cái nhà kho à? Rồi mai mốt bà muốn con của tôi sinh ra ở nhà kho, lớn lên ở nhà kho luôn hay sao? Mắc cười quá. Anh à, nhưng mà anh... Xin thưa, tôi đi đây. Bạn tôi nó đang chờ, chở tôi qua nhà nó tâm sự. Phan à, con nói đúng. Không lẽ cháu ngoại của ba mà cho nó ở nhà kho sao được? Không, ba... Ông sao vậy? Ba đã hứa, thì ba nhớ giữ lời đó nghe.